Những cột khói nghi ngút từ các nhà máy công nghiệp, lượng khí carbon phát thải bởi giao thông chiếm đến 29% là những yếu tố đang khiến Mỹ đứng thứ hai trong vai trò những quốc gia đóng góp cho sự nóng lên toàn cầu. Để xóa bỏ danh tiếng bẩn thỉu này và thoát khỏi sự thao túng giá dầu mỏ từ Nga, chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden đang khởi động một cuộc đua xe điện. Chính phủ Hoa Kỳ đã mở đường cho cuộc đua bằng cách đưa ra rất nhiều tài trợ cho những ông lớn trong ngành xe hơi dám chuyển mình sang xe điện. Và một vị tỷ phú tới từ Việt Nam đã bất ngờ lọt vào mắt xanh của Tổng thống Mỹ. Đó là những lời mở đầu của tờ báo Time danh tiếng tại Hoa Kỳ với công ty xe điện VinFast và canh bạc tất tay của vị tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi đầu tư vào Mỹ, cho rằng họ là những kẻ có tham vọng nhất thế giới, muốn qua mặt cả Trung Quốc và loại bỏ Tesla. Vậy hãy xem tờ báo Mỹ đã nói gì về hãng xe Việt trong video mới nhất ngày hôm nay trên kênh Autotop VN. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Mở đầu bài viết, tác giả của bài báo đã nhắc đến tổ hợp nhà máy sản xuất xe ô tô điện mang tham vọng chinh phục thế giới của tập đoàn VinFast tọa lạc tại thành phố cảng Hải Phòng. Đối lập với khung cảnh bên ngoài, nơi những ngư dân non lá vẫn miệt mài ra bãi bồi nuôi cá chấm cỏ rô phi, thì bên trong nhà máy, những chiếc xe đang được lắp ráp bởi một dây chuyền hiện đại của hơn 1.250 cánh tay robot. Mọi thứ bên trong tổ hợp nhà máy VinFast hơn 500.000m2 đều thuộc loại tốt nhất. Máy móc có nguồn gốc từ Đức, Nhật Bản, Thụy Điển. Quy trình hàn được tự động hóa đến 98%, giúp đẩy công suất lắp ráp lên đến 250.000 xe mỗi năm. Đáng kinh ngạc là nền đất của nhà máy này trước đây hoàn toàn nằm dưới mực nước biển, đã được bồi đắp, cải tạo và đi vào hoạt động chỉ sau 21 tháng. Phóng viên của báo Time đã có cơ hội phỏng vấn bà Lê Thị Thu Thủy, giám đốc điều hành VinFast trong chuyến thăm nhà máy gần đây, và nhận được câu trả lời thú vị rằng ngay cả trung tâm công nghệ tại Mountain View, California của Mỹ cũng không thể theo kịp tốc độ phát triển nhanh như chớp của nhà sản xuất xe điện VinFast. Bà Thu Thủy nói, ban đầu mọi người đều nói rằng việc chế tạo ô tô trong vòng 2 năm là điều bất khả thi. Thậm chí không ít người còn gọi chúng tôi là điên rồ. Thế nhưng, chúng tôi đã tung ra 3 mẫu xe hơi chỉ trong vòng 21 tháng. Tuy nhiên, báo Time đánh giá, VinFast không chỉ có sự điên rồ mà còn rất khôn ngoan khi nhìn ra miếng bánh béo bở của thị trường xe điện đã tăng trưởng 21% vào năm ngoái và dự kiến sẽ đạt hơn 50% vào năm 2028 với mức lợi nhuận 980 tỷ đô la. Nhưng VinFast không phải là kẻ duy nhất khao khát có được miếng bánh này khi Tesla đang làm mưa làm gió ở thị trường Mỹ, còn Trung Quốc hiện đang chiếm khoảng một nửa thị trường xe điện toàn cầu. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có công ty nào của Bắc Kinh dám so kè với các ông lớn tại Mỹ, dù đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào đây. Điều này cũng khiến cho người khác phải hoài nghi khi một hãng xe đến từ vùng trũng công nghệ như Việt Nam và ngành công nghiệp xe điện toàn cầu đang trong tình trạng tắc nghẽn, thì liệu có thể cạnh tranh một cách nghiêm túc và ngang cơ với các đối thủ sừng sỏ khác ở Mỹ hay không? Việc VinFast dốc toàn lực cho xe điện có lẽ đến từ việc khối tài sản của Elon Musk đã tăng chóng mặt và biến ông ta trở thành người giàu nhất thế giới chỉ sau vài năm. Điều này đã trở thành niềm khao khát đối với các nhà sản xuất ô tô truyền thống. Vậy còn kỳ vọng nào dành cho VinFast? Đó chính là một thách thức lớn. Thế nhưng, Vingroup, tập đoàn mẹ của VinFast, lại không phải là một doanh nghiệp tầm thường. Được điều hành bởi người đàn ông giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, Vingroup là tập đoàn lớn nhất với tổng giá trị thị trường 24,4 tỷ đô la. Doanh thu năm 2020 của Vingroup chiếm 2,2% GDP quốc gia và phạm vi hoạt động của nó thật đáng kinh ngạc. Báo Time cho biết, trước VinFast chưa từng có cái gì hoành tráng như thế tại Việt Nam. Và một người có thể làm mọi thứ với hệ sinh thái của Vingroup, chẳng hạn như sinh ra ở bệnh viện Vinmec, học trường VinSchool, sống ở Vinhome, mua sắm ở trung tâm thương mại Vincom, tốt nghiệp VinUni, nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ dưỡng Vinpearl, và cũng có thể trở thành một trong hơn 40.000 người lao động làm việc cho Vingroup. Nó gần như là một hệ sinh thái cao cấp nhất tại Việt Nam hiện nay. Nhưng không dừng lại ở đó, người ta có thể di chuyển bằng một chiếc ô tô điện của VinFast, một phương tiện giúp hiện thực hóa tham vọng của công ty này trong việc nhảy vọt từ thị trường nội địa sang thị trường quốc tế. Trước đó, những chiếc xe VinFast chạy bằng xăng của doanh nghiệp này được xây dựng trên nền tảng của các hãng xe lớn trên thế giới như BMW, Opel, Volkswagen, cũng đã kịp chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với tỷ lệ từ 17 đến 19% thị phần. Đó là một bước mở đầu đáng khâm phục.
Bắt đầu từ tháng 8 năm 2022, VinFast sẽ chuyển sang sản xuất độc quyền xe điện. Công ty cũng đã chuẩn bị xây dựng một nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở Bắc Carolina của Mỹ và đang tìm kiếm khả năng để mở một nhà máy nữa ở châu Âu. Một nhà máy khổng lồ ở hạt Chatham của Mỹ với công suất 150.000 xe điện mỗi năm và tạo ra 7.500 việc làm cho người dân Mỹ. Đây là khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang, cho thấy tham vọng lớn của VinFast trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu trên phạm vi toàn cầu trong vòng 5 đến 10 năm tới. Tổng giám đốc của VinFast còn cho biết, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giỏi như bất kỳ ai trên thế giới. Ngày 14 tháng 7, VinFast đã khai trương 6 showroom đầu tiên ở nước ngoài tại tiểu bang California, trong đó có một cửa hàng lớn ở Santa Monica. Trong vòng vài ngày, VinFast cho biết họ đã có gần 10.000 đơn đặt hàng từ khách hàng Mỹ. Các chuyên gia phân tích thị trường tại Mỹ sau buổi lái thử và tận tay sờ chạm vào hai mẫu xe điện của VinFast đều đã đưa ra những đánh giá tích cực. Và điều thu hút họ còn tới từ chính sách cho thuê pin độc đáo cùng chính sách bảo hành lên tới 10 năm khiến giá thành của chiếc xe giảm đi đáng kể. Nhưng vấn đề duy nhất là bạn cần cung cấp nhiều pin hơn để làm cho nó hoạt động hiệu quả, một chuyên gia đánh giá. Vị chuyên gia này cho hay, đây là một lối chơi táo bạo, nhưng dù thiếu kinh nghiệm và thiếu các công nghệ cốt lõi, VinFast vẫn có túi tiền sâu hơn nhiều công ty mới gia nhập thị trường xe điện. Điều này thể hiện qua việc, cho đến nay, Vingroup đã đầu tư 6,6 tỷ đô la vào VinFast và tập hợp được một đội ngũ lãnh đạo tài năng được săn đón từ các hãng xe hàng đầu thế giới như Ford, Renault, GM và BMW, báo Time cho biết. Ngoài ra, VinFast cũng đang lọt vào mắt xanh của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc đua xe điện do ông khởi xướng. Bằng cách này, VinFast đã có hơn 10.000 đơn đặt hàng tại Mỹ. Và bà Thủy còn nói vui rằng, chúng tôi nói đùa rằng Tổng thống Biden là nhân viên bán hàng giỏi nhất mà chúng tôi từng có và chúng tôi không phải trả tiền cho điều này. Và để bày tỏ sự biết ơn cho bài phát biểu dài 5 phút của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo tại Hội nghị đầu tư Select USA vào cuối tháng 6, hầu như chỉ dành cho VinFast, bà Thủy đã nói, tôi rất ngạc nhiên và cảm kích trước mức độ hỗ trợ mà chúng tôi nhận được từ chính phủ Hoa Kỳ. The Bottom đánh giá, cuộc phiêu lưu đến Mỹ của VinFast gắn liền với các ưu tiên kinh tế và địa chiến lược của Hà Nội nhằm đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình trên vào năm 2030 và nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045 bằng cách tăng cường năng lực sản xuất tiên tiến. Hiện tại, hầu hết các điện thoại thông minh Samsung Galaxy được bán tại Mỹ đều được lắp ráp tại Việt Nam. Nhưng thay vì dựa vào các công ty nước ngoài, ưu tiên của các chính phủ Việt Nam là xây dựng các nhà vô địch địa phương mạnh mẽ và Vingroup là một trong những nỗ lực lớn nhất hiện nay. Câu hỏi đặt ra là liệu một tập đoàn lớn nhất Việt Nam có thể cạnh tranh với Tesla hay không? Stephanie Brinley, nhà phân tích chính của S&P Global Mobility đã trả lời câu hỏi này rằng đối thủ thực sự của VinFast không phải là Tesla. Sự cạnh tranh thực sự là các hãng xe hơi truyền thống đang bắt đầu nhảy vào cuộc đua xe điện. VinFast chỉ chọn việc khiêu khích với Tesla như một công cụ đánh bóng tên tuổi của họ. Nhưng người Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về những gì mà họ có được nhờ VinFast. Và vừa rồi là những đánh giá của tờ báo Mỹ Time về công ty xe điện Việt Nam VinFast. Họ đã hoài nghi nhưng đã rất khâm phục sau những gì mà VinFast làm được suốt 5 năm qua. Còn các bạn có cảm nghĩ sao về thông tin này? Xin mời hãy để lại bình luận ở bên dưới và đừng tiếc một like, một subscribe để ủng hộ kênh trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.